trong cuộc sống ấy có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề phong thủy. Tôi đã đi xem cho rất nhiều gia chủ. Có một câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc, đó là gì? À, tôi sinh cùng ngày giờ tháng năm với anh kia mà tại sao cuộc sống của tôi không bằng họ? Cái vấn đề này ấy, nếu như không hiểu hết thì rất nhiều người trả lời nó không rõ ràng. Như vậy con cuộc sống con người nó trải qua bao nhiêu yếu tố nhỉ? 5 đúng không? 5 yếu tố quan trọng và quyết định. Nhất mệnh. Tôi thường xem cho khách hàng lá số, đó chính là mệnh đấy. Mệnh được xếp thứ nhất, nó quan trọng thứ nhất. Nếu như lá số của bạn đẹp ấy thì cuộc đời của bạn sẽ khá là gặp may mắn. Từ lá số đó nó tạo ra và cơ hội đến rất là tốt. Nhì là vận. Vận là gì? Vận tức là thời thế này. Có những giai đoạn mà đất nước rất là thanh bình nhưng có những người làm ăn không được. Nhưng có những giai đoạn mà đất nước phải trải qua những cái thời khắc không tốt. Ví dụ như thời điểm Covid vừa rồi thì nhiều gia đình, nhiều nhà kinh doanh lại giàu lên bất ngờ. Đó là gì? Đó là người ta biết lợi dụng cái thời thế. Nội dung thứ ba là phong thủy. Vấn đề phong thủy này thì đúng là chúng tôi làm rất nhiều và thường xuyên. Tại sao phong thủy được xếp thứ ba? Bởi vì sự tác động của trời đất đối với con người là vô cùng lớn. Chỉ thay đổi vị trí cổng thôi, hay vị trí cửa thôi, hay điều chỉnh lại vị trí bếp, hay vị trí giường nằm, thì nó đã làm cho con người ở trong cái ngôi nhà đó thay đổi rồi. Hay là hàng năm vận khí của trời đất nó làm cho ngôi nhà của bạn thay đổi. Và bạn có cách nào để gì? Để biến đổi nó đi. Nếu như nó là khí tốt thì gì? Thì mình phải kích hoạt nó. Nếu như nó là khí xấu thì mình phải gì? Phải tiết chế nó. Và trong phong thủy quan trọng nhất là gì? Là kích hoạt và gì? Và tiết, chứ không được chế. Vấn đề thứ tư, đó là âm đức. Đây là vấn đề quyết định rất nhiều đến sự khác nhau của hai người sinh cùng ngày giờ. Nếu như ai đó hiểu về vấn đề tâm linh một chút thì người ta sẽ nói rằng là mình có tiền kiếp, đúng không? Như vậy kiếp trước ấy, bạn có thể đã gieo rất nhiều nhân thì kiếp này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều quả. Đó là vấn đề âm đức. Âm đức có thể là trong hiện tại cuộc sống ngay bây giờ, ngay hiện tại. Từ nhỏ bạn đã làm những điều tốt. Âm đức không phải là của riêng bạn mà của cả gì? Và bố mẹ, ông bà, tiên tổ, những người đã gì? Đã gieo nhân, đã giúp cho những người khác thì đến đời bạn thì được trả ơn. Chính vì vậy mà bạn khác hẳn với người cùng ngày tháng năm sinh. Đấy là một ví dụ điển hình. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là độc thư. Độc thư chính là gì? Tri thức. Bạn thường thấy có những người học cùng với mình đúng không? Họ học rất là gì? Rất là kém. Đúng rồi, rất là kém. Trong người 2 năm cấp 3 và đến thậm chí 5 năm đại học, 4 năm đại học, họ không hề được một lần khen ngợi. Nhưng tại sao họ thành đạt hơn bạn? Trong khi bạn có gì? Bạn có giải tỉnh, giải quốc gia. Vậy thì nguyên nhân nào mà để họ tốt hơn? Đó là gì? Đó là nguyên nhân tự học của họ, tự tích lũy và tự đầu tư kiến thức. Chính vì vậy tri thức xếp thứ 5 trong cái mệnh của con người. Hôm nay trên con đường đi làm việc gia chủ ấy, chúng tôi nói về chủ đề này để mọi người hiểu rằng trong cuộc sống thì không có ai giống ai cả. Kể cả bạn sinh cùng ngày giờ tháng năm, sống cùng ở một nơi thì cuộc sống của bạn cũng không thể giống người khác được. Chúng tôi làm phong thủy nó chỉ là một yếu tố trong 5 yếu tố đó thôi để cải vận cuộc sống của bạn. Còn nếu bạn có nhu cầu xem về mệnh số của mình hoặc là đi xem mệnh số của mình ở một thầy nào khác ấy, thì thầy cũng sẽ dùng một cách thức để cải vận cho bạn ở cái mệnh số đấy thôi. Như vậy là thầy phong thủy chỉ làm thầy phong thủy hay thầy tử vi hay thầy bát tự chỉ giúp bạn được gì? Được hai việc chính. Đó là gì? Đó là xem mệnh để sửa mệnh cho bạn, và xem phong thủy
để điều chỉnh phong thủy cho bạn. Như vậy các bạn có hiểu hơn về, sẽ hiểu hơn về cuộc sống của mình. Nếu như cuộc sống của mình không được như ý thì chúng ta gì, chúng ta vui vẻ làm tốt những yếu tố còn lại, chắc chắn bạn sẽ gì, bạn cũng sẽ đạt được điều mong muốn mà thôi. Xin chào nhé.